cho được sự yên vui. Sabbe purathimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta janidukha phaya patta ta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á. Con đã xong phần lễ bái Tam Bảo. Sáng nay, với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái Tam Bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với đạo tràng. Đồng đều nhau có thấy. Bây giờ là 4:27 sáng giờ Việt Nam. Vẫn còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Không biết sư rảnh tay có mặt chút máy hay chưa. Nếu có thì cho con biết tín hiệu, con nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học và câu kinh Pháp Cú câu số 35 sáng nay. Con đã thấy tín hiệu của sư, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào Chư Thiện Nam Thiên Nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 35.
Trước khi bước vào đề tài này, một điều mà chúng ta cũng nên cảnh giác. Ngày hôm qua, một cái ngày mà chúng ta thấy cái số lượng người bị bệnh rất là nhiều, 3.329 ca một ngày mà nhiều quá trời quá đất vậy. Cho nên cái trường hợp này chúng ta phải đề cao cảnh giác. 3.329 ca dữ dội, nhưng mà đa số thì thành phố Hồ Chí Minh nhiều. Rất là xót xa. Một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái kiếp sống của chúng ta rất là mong manh, và cái sự chết nó đến bất cứ giờ phút nào. Tức là những cái mà chúng ta bây giờ đừng có nói gì xa xôi, mà thấy trước mắt của chúng ta là tử thần lãng vãng. Và những vị thiên sứ đã báo cho chúng ta nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ thì nó đến rất là gần, đến rất là gần. Cho nên những cái câu mà người ta nói hồi lúc trước đó, mình nghĩ rằng ô họ giỡn họ chơi, nhưng mà bây giờ thấy rất là chính xác. Tu mau tiểu kẻ người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Tức là ám chỉ thời buổi bây giờ, cái kiếp giảm nó đến. Tức là cái thiện pháp nó thối giảm mà ác pháp tăng trưởng, chính là lúc bây giờ. Cái thiện pháp nó thối giảm mà ác pháp nó tăng trưởng, tức là cái quả khổ nó trổ. Chúng ta đã tạo những cái ác nghiệp quá khứ để rồi bị cộng nghiệp ha, để rồi bị cộng nghiệp rồi chúng ta chịu chung, không phải riêng Việt Nam mà cả thế giới. Tức là đây là một cái cộng nghiệp. Thì chúng ta lấy đó để coi như một cái đề mục rất là bén nhạy trước mắt của chúng ta. Huynh Chánh Ngộ ở trên đó có bị căng dây hay chưa? Có bị trở ngại gì không? Ở trong tỉnh Đồng Nai, Huynh Chánh Ngộ, con đường đi vô chùa Quảng Nghiêm đi thẳng không á? Ồ, vậy là cũng còn hạnh phúc. Con đường đi vô chùa Quảng Nghiêm nè, chùa Phước Hộ nè, chùa Đạt nè, Ngọc Thạnh nè, tức là con đường đi thẳng vô trong đó có 4-5 chùa, 5 tông trong cái xã Phước Tân này. Thì con đường đó đã bị căng dây gần một tuần rồi. Tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây là một cái trường hợp mà quý vị thấy rằng họ khuyên chúng ta nên nhập thất tu. Thay vì 3 tháng an cư nhập thất thì bây giờ người ta bảo mình tu sớm một chút, đóng cửa nhà lại, không có bước chân ra ngoài, lo tu đi bà con ơi. Mà thật sự bây giờ người ta hỏi sợ chết, họ tu cũng nhiều lắm. Rồi, thôi bây giờ chúng ta học ha. Cái chuyện đó là cái chuyện giờ con 4 gia đình đều bị căng dây kéo rào luôn. Rồi, Xích Nhật Quỳnh. Đó, tức là họ khuyên chúng ta nên tu tập nhập thất á, ở trong nhà không bước chân ra ngoài. Mà khi ở trong nhà không bước chân ra ngoài thì mình mới quay lại với chính mình, lo săn sóc chính bản thân của mình. Đó là tu thân. Tu thân rồi chúng ta cảm thọ như thế nào, rồi thấy tâm của chúng ta làm sao, rồi cái pháp nó diễn tiến ra sao, thân thọ tâm pháp. Một cái trường hợp mà Phật giáo áp dụng mọi lúc mọi nơi, và nhất là trong cái cảnh khổ thì người ta tu nhiều hơn ha. Còn sung sướng quá thì người ta dễ vui, nhưng mà khi khổ thì người ta mới bắt đầu tu ha. Rồi, quan hệ
Đây, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha, câu Phật ngôn 35. Nhưng mà trước khi học cũng phải lễ bái tam bảo chứ, đâu phải vô là học liền. À, xin lỗi quý vị ha. Buddho Mahesi Arang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hicchetako Lokasasattha Jana Dhammako Vido Vanda Mahantang Narappu. Trên này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài để tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát y vô yết tá sát sát thu nô lô ca nó mình thá sô vi na ca rô cô sắp bành nhu bút thóc bát y vô thí sinh nhá tô hoàng đà má hình tầng ná ra phù. Cái này giác gần pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc dụng sinh, đi dựng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gá tá sát xà quá khô sách khà số cà mô quá rá thầm mát sách khá khô niên đà bát sân xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tăng ná rá phù. Cái này giá cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp hàm nhẫn ai bì. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Các tà nát tây giá tây chê ná sách thà mê tu quá tha năng ta xà bí a nú phà huê ná xá hạ xà dê ná sẽ chặt thuốc cầu xin tam bảo uy linh cho con tăng hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần thánh dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 35. Câu Phật ngôn này cũng rất là quan trọng, có một ý nghĩa rất là quan trọng. À, bây giờ chúng ta học rồi có thời gian chúng ta đi vào nội dung để thảo luận câu Phật ngôn này ha. Dunnik gahasalahu no. Câu số 2. Yathakamanipatino. Bây giờ chúng ôn lại hai câu này. Dunnik gahasalahu no yathakamanipatino. Dunnik gahasalahu no yathakamanipatino. Dunnik gahasalahu no yathakamanipatino. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Chitta sa dhamma tho sa thu. Câu số 4. Chittang đành tăng sukha quá hằng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 câu 4. Chitta sa dhamma tho sa thu chittang đành tăng sukha quá hằng.
Rồi bây giờ chúng ta ôn lại bốn câu này ha. À, bài này có hai cách đọc ha, về trường âm và đoán âm. Ừ, chú ý cách đọc này. Lùn nít gá há sá la hút nô giá sá ca má nít bà thiết nô chít tá sá la má thô xà thú chít tăng đành tăng xúc hà quá hằng. Lùn nít gá há sá la hút nô giá sá ca má nít bà thiết nô chít tá sá la má thô xà thú chít tăng đành tăng xúc hà quá hằng. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn. Đun nít gá há sá la hú nô giá thá ca má nít bà tí nô chít tá sá la má thô xà thú chít tăng đành tăng xú khà quá hằng. Đun nít gá há sá la hú nô giá thá ca má nít bà tí nô chít tá sá la má thô xà thú chít tăng đành tăng xú khà quá hằng. À, như vậy là có hai cách đọc về trường âm, đoạn âm, đọc theo giọng kinh ha. Rồi sau kinh là tới kệ ha. Qua cái giọng kệ thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn à, chứ không phải căng thẳng, phải đọc giọng ngắn, giọng dài ha. Mà giọng kệ thì miễn sao mình đọc, mình tự rung động chính cái thân tâm của mình, tức là mình phổ cái hồn vào trong đó và mình đọc, mình cảm thấy mình đọc hay là được rồi, không cần người khác khen, không cần người khác chê, mà mình đọc mình cảm thấy hay là tốt rồi ha. À, kệ là như vậy đó, người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, kệ, mình cứ đọc mà mình cảm thấy hoan hỷ. Rồi đây là một cái cách đọc mà chúng ta thấy tám từ rất là dễ, chia ra làm hai và cố gắng ha. Quý vị đọc một lần hai câu à, đây là một sự cố gắng, bởi vì khi mà hai câu như vậy nó nương nhau, cho nên quý vị đọc từng câu một á à, thì nghe nó không có hòa quyện, nó không có nương nhau mà sống, mà nó nương nhau hai câu thì mới xúc tích. À, ví dụ như nói về tiếng Việt đi à, khó nắm giữ kinh động theo các dục quay cuồng à, hai câu này nó bổ sung ý nghĩa ha. Còn nếu mà chúng ta đọc từng câu một thì nghe nó nhắc gừng, thôi thì đọc đi cho nó nhiều quá rồi quý vị nói ô sao hôm nay nhiều chuyện. Đuổi đi cho hết sa la hu nô ya tham ma thô san tăng đan tu ca đuổi ga ha ta la hu an tha ca ma ni ba ti no chín ta sa đa ma thô sa thu chín tăng đan tăng su kha hoa hằng đu ni ca ha sa la hu nu yan tha ca ma ni ba ti no chín ta sa đa ma thô sa thu chín tăng đan tăng su kha hoa hằng khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Rồi xà thủ xích mê ta xích kiên. Rồi xin mời quý vị ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính cảm ơn Ngài.
Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú số 35. Dunit gahat salahuno yathakamani batino chittat sa damatho sa tu chit tăng đàn tăng su khà quá hằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đun nít là hai trường âm nhấn. Gá đoạn âm, hát trường âm nhấn. Xá lá hai đoạn âm, hú đoạn âm luôn. Dạ, nô trường âm thông thường. Dách trường âm nhấn. Thả đoạn âm, ca trường âm thông thường. Má, ní, hai đoạn âm, ba trường âm thông thường. Tí, đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Đun, nít, gá, hát, xá, lá, hú, nô, dách, tha, ca, má, ní, bà, tí, nô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chích, tát là hai trường âm nhấn. Xá, đá, má là ba đoạn âm, thô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường, quá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích tách sa đa ma thô sa thu chức tăng đàn tăng su kha quá hằng. Dạ, con đọc lại hết bài. Đun nít ga hát sa la hu no yak ta ka ma ni ba ti no chức tát sa đa ma thô sa thu chức tăng đàn tăng su kha quá hằng. Đun nít ga hát sa la hu no yak tha ca ma ni ba ti no chích tát sa đa ma thô sa thu chích tăng đàn tăng su kha quá hằng. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đun nít gát sa la hu no yat tha ka ma ni ba ti no chit tat sa da ma tho sa thu chit tăng đan tăng su kha wa hằng. Dạ, con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con xin nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh pháp cú số 35. Trời, con thích số 35 dễ sợ luôn vậy sư. Hồi nhỏ con ở phía sau hàng xóm nhà con á, chơi kêu lô tô đó. Con không có thích chơi nhưng mà con thích ngồi nghe mấy ông đó. Người ta nói số 35, con chưa thấy ông nói 35 mà con đoán được. Ông nói, con gì đây, con gì đây, con dê sòm là con dê sòm là con biết số 35 rồi đó. Nói cho vui vậy đó, con vô trễ, con nghe sư kể bị gì đó. Ơi, bị dịch đó, nhà nước trí tệ Việt Nam, Việt Cộng bắt tay trong nhà hết, kêu các sư tu luôn. Con thấy Việt Nam, dân Việt Nam bây giờ dễ dãi quá, kêu trong nhà, ở trong nhà, kêu ở trong nhà, không có đồ ăn, nhịn đói cũng ở trong nhà nữa, hiềm khô à, dễ dãi, dễ sợ luôn gì đó. Sa thú, sa thú. Thôi nó nhiều quá, sợ sư la. Thôi để con trả bài cho rồi. Ở trong nhà Việt Nam trời nóng muốn chết luôn vậy đó. Ở trong nhà đóng cửa nghe nói không cho ló đầu ra nữa. Trời ơi dễ dãi hết sức vậy đó. Thành con heo quay trong đó luôn. Thôi con đi trả bài cho rồi. Để nói con mỏi nhọn vậy lắm.
Thôi con trả bài. Quý vị có nghe âm thanh rõ ha? Bốn năm người cho âm thanh rõ. Dạ dạ được rồi, cảm ơn cảm ơn. Rồi trả bài đi. Trả bài trả bài. À, câu này cũng hay lắm sư. Phải điều phục tâm đó, không điều phục chết ngắt á. Giờ dân Việt Nam giờ điều phục tâm được thấy dễ dãi dễ sợ luôn vậy. Hồi đi con trả bài đi. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu số 35. 35 con dễ sợ. Đùng ni cách hát sa la hu no yak tha kha ma ni pa ti no chích ta sa da ma tho sa thu chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Đùng ni gá hát sa la hu no yak tha kha ma ni pa ti no chích ta sa da ma tho sa thu chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Đọc lên lần nữa chứ trong bụng cười hoài cũng khó đọc lắm. Đùng nít gá hát sa la hu no yak tha kha ma ni pa ti no chích ta sa da ma tho sa thu chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Phân tích câu 1 và câu 2. Đùng nít hai chữ âm nhắn, gá đoạn âm, hát chữ âm nhắn, xá đoạn âm, lá hú hai đoạn âm, no chữ âm thông thường. Câu số 2. Giác chữ âm nhắn, thá đoạn âm, kha chữ âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba chữ âm thông thường, tí đoạn âm, no chữ âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Đùng hát sa la hu no yak tha kha ma ni pa ti no chích ta sa da ma tho sa thu chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Đùng nít gá hát sa la hu no yak tha kha ma ni pa ti no chích ta sa da ma tho sa thu chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Phân tích câu 3. Chích ta hai chữ âm nhắn, xá đoạn âm, đá má hai đoạn âm, thô chữ âm thông thường, xa chữ âm thông thường, thú đoạn âm. Câu cúng cuội hay câu cuối cùng. Chích chữ âm nhắn, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, danh đành ơi đành chữ âm nhắn, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, kha chữ âm thông thường, quá đoạn âm, hằng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Để con phân tích lại câu số 4, con bị khát nước quá đi mới về. Để phân tích lại câu số 4. Chích chữ âm nhắn, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, đành chữ âm nhắn, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, kha chữ âm thông thường, quá đoạn âm, hằng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài. Và ca kệ. Chích tát sa đa ma thô sa thú chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Đùng đùng ní gá hát sa la hu nô yak tha kha ma ni pa ti nô chích tát sa đa ma thô sa thú chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Đùng nít gá hát sa la hu nô yak tha kha ma ni pa ti nô chích tát sa đa ma thô sa thú chích tăng đành tăng su kha hoa hằng. Đùng nít gá hát sa la hu nô yak tha kha ma ni pa ti nô chích ta sa đa ma thô sa thô chích tăng đanh tăng su kha hoa hằng. Đùng ni ga hát sa la hu no yak tha kha ma ni pa ti no chích ta sa đa ma thô sa thô chích tăng đanh tăng su kha hoa hằng. Khó nắm giữ kinh động theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Tâm điều an lạc đến thì chắc rồi đó. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư cho con ba cái bông hoa hướng dương dằn khè này, chắc không có gì chắc chắc đâu phải không sư? Tuyệt vời, đúng hết dân hết sư ha. Đó, bây giờ con coi bạn của con nè. Đó, Hồng Thị Kim Dung vỗ tay vỗ chân nè.
Mít cô mít tài vỗ tay vỗ chân nè, gian nhất hả? Cà chua hả? Ở tiệm đâu vậy? Cái này giống trái bom, không phải cà chua đâu, cái này trái bom đó. Gửi cho cô đi, để cô tặng cho sư. Tại sư nói rồi, cô cho tùm lum trái cây mà thiếu trái cà chua. Cà chua không có, nhưng cà chớn, cà cháo chắc có nhiều á. Đi ở Việt Nam cà chớn, cà cháo nhiều lắm á. Cảm ơn quý vị đã vỗ tay vỗ chân nghe. Cái này là vui lắm đó. Hay giờ nghe vỗ tay vỗ chân là vui lắm. Không có vỗ tay vỗ chân, không có nôi gì là không có vui đâu. Cảm ơn quý vị nghe. Quý vị ơi, tôi có sai không quý vị? Nói cho biết nghe. Chắc không có sai đâu, không thấy ai la lối mùm sùm gì hết trơn, không ai điện đá gì hết trơn. Cảm ơn quý vị nha, mời Hồng Thị Chim Dung kế tiếp và các bạn kế tiếp nha. Good luck, bye. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 35 ạ. Dunnikaha salahu no yathaka mani bati no chitta sadamatho sathu chittang dan tang sukha vahang. Dunnikaha salahu no yathaka mani bati no chitta sadamatho sathu chittang dan tang sukha vahang. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến, là bản dịch của Hòa Thượng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dunnik là hai trường âm nhấn, gá là đoạn âm, has là trường âm nhấn, xá lá hú là ba đoạn âm, no là trường âm thông thường, yat là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ka là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Dunnika salahu no yathaka mani batino. Câu 3 và câu 4 ạ. Chittas là hai trường âm nhấn, xá đá má là ba đoạn âm, thô sa là hai trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Chit là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên, đan nhấn tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dunnikaha salahu no yathaka mani batino citta sadamatho sathu cittang dan tang sukha vahang. Dunnikaha salahu no. Dạ con xin sám hối con ạ, kệ lại. Dạ thôi con không kệ. Dạ con đã phân tích và đọc xong, dạ con xin xuống mic. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ cảm ơn đạo tràng, xin mời the man. Nam Bụt Tha, con xin kính lễ Trí Đức, con xin kính chào quý vị trong lớp, xin phép được đọc. Lâm và phân tích đạo. Dunnikaha yathaka
Chita Dhammo Sathu Chit. Sukha Bát Hằng. Còn tức là câu 2. Hát sao nô thác ca mát nô nít là hai mươi hát là trường xá là ba đoạn âm thông thường giáp đoạn âm cả trường thường má ni hai đoạn a ba tỳ nô cái gì Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 35. Dun nik gahat salahu no yathaka manipati no chittat sadamatho sathu chittang đanh tăng suha wa hằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Dun, nick, hai trường âm nhấn. Gá, đoạn âm. Hát, trường âm nhấn. Xá, lá, hú, ba đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Giác, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Ca, trường âm thông thường. Má, ní, hai đoạn âm. Tha, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Dun nik gahat salahu no yathaka manipati no. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Chít, tát, hai trường âm nhấn. Xá, đá, má, ba đoạn âm. Thô, xa, hai trường âm thông thường. Hú, đoạn âm. Chít, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đanh, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú, đoạn âm. Kha, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít, tát, sa đa ma thô, sa thu, chít, tăng, đanh, tăng, su, kha, quá, hăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 35. Dun nik gahat salahu no yathaka manipati no chittat sadamatho sathu chittang đanh tăng suha vahang. Dun nik gahat salahu no yathaka manipati no chittat sadama tho sathu chittang đanh tăng sukha wa hằng. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầya, Nam Mô Tham Mayya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con xin chào bà. Đùng nít ga ha sa la hu nô yat tha ka ma ni ba ti nô chit ta sa da ma thô. Dạ, con xin bà bài. Chit ta sa da ma thô sa thu chit tăng đành tăng su khà quá hằng đùng nít ga ha sa la hu nô yat tha ka ma ni ba ti nô chit ta sa da ma thô sa thu chit tăng đành tăng su khà quá hằng đùng nít là hai trường âm nhấn cá đoạn âm ha trường âm nhấn xá đoạn âm lá đoạn âm hú xá lá hú ba đoạn âm nô trường âm thông thường giác trường âm nhấn thá đoạn âm kha trường âm thông thường má ní hai đoạn âm ba trường âm thông thường tí đoạn âm nô trường âm thông thường đùng ních gá há sa la hú nô giác tha cà ma ni bà ti nô ta sa đa ma thô sa thu chít tằng đằng tằng su khà quá hằng chít ta hai trường âm nhấn xá đá má ba đoạn âm thô trường âm thông thường sa trường âm thông thường thú đoạn âm chít trường âm nhấn tăng trường âm đập theo giọng nguyên âm đan trường nhấn tăng trường âm đập theo giọng nguyên âm su đoạn âm kha trường âm thông thường quá đoạn âm hàng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chít ta sa đa ma thô sa thu chít tằng đành tằng su khà quá hằng đùng ních ga ha sa la hu nô yat tha ka ma ni bà ba ti nô chít ta sa đa ma thô sa thu chít tằng đành tằng su khà quá hằng đùng nít ga ha sa la hu no yat tha ka ma ni ba ti no chitta sa da ma tho sa tho chitta dan tang su kha la hằng. Khó nắm giữ kinh động theo các dục quay cuồng lành thai đều phục tâm tâm đều an lạc đến. Bản dịch là Thần Thích Minh Châu. Dạ, con đã xong. Con có sai xin nhà và đạo trường chính sửa. Con xin trao mít lại cho vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 35 Phẩm Tâm. Dunikahasalahu no yathaka manipatino citta sadamato sathu cittang dan tang sukha wahang. Dunikahasalahu no yathaka manipatino citta sadamato sathu cittang dan tang sukha wahang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dunikahasalahuno yathaka manipatino. Dun ní hai trường âm nhấn, gá đoạn âm, has trường âm nhấn, xá lá hú ba đoạn âm, no trường âm thông thường, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, tí đoạn âm, no trường âm thông thường. Dun nít ga ha sa la hu no yat tha ka ma ni pa ti no. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chit ta sa da ma tho sa thu chit tăng đàn tăng su ka wa hằng. Chit ta hai trường âm nhấn, xá đá má ba đoạn âm, thô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, chit trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuống đoạn âm, kha trường âm thông thường, quá đoạn âm,
hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chittasadamatho sa thu chittang đan tăng su kha wa hăng. Dạ con xin đọc lại câu 35. Dunikahasalahuno yathaka manipatino chittasadamatho sa thu chittang đan tăng su kha wa hăng. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm điều an lạc đến. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Dunigaha salahuno yathakama nipatino chittasadamatho sathu chittang dantang sukhavahang. Dunigaha salahuno yathakama nipatino chittasadamatho sathu chittang dantang sukhavahang. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ xin cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic, xin mời Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 35. Dunikahasalahuno yathaka manipatino chittasadamatho sathu chittang dantang sukhavahang. Dunikahasalahuno yathaka manipatino Mani bà tít nô chít tát sát đáp mắt thù xà thu chít tầng đàm tầng su khà quá hằng. Đun, con xin phân tích câu 1 và 2. Đun nít là hai trường âm nhấn, gá đoạn âm hát trường âm nhấn, xá lá hú ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, dát trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, nô trường âm thường. Dunikahasalahuno yathaka manipatino. Câu 3 và 4. Chittasadamatho sathu chittam dantang sukhavahang. Chittas hai trường âm nhấn, xá đá hai đoạn âm, má đoạn âm, thô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sức âm trường âm nhấn, xin lỗi, xuống đoạn âm, kha trường âm thông thường, quá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít tát sát đá mắt thù xà thú chít tăng đàn tăng su khà quá hằng. Đùn nít ca hát xá lã hú nô yát tha cà mát nít bà tí nô chít tá xá tá mát thù xà thú chít tăng đàn tăng su khà quá hằng. Khó nắm giữ kinh động theo các trục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kệ. Dunikahan salahuno yathakama nipatino chittan sadamantho sathu chittang dantang sukhavahang. Dunikahan salahuno yathakamani patino chintan sadamato sathu chintang dantang sukhavahang. Dạ thưa con kính tri ân ngài, con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô cư tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin
Kính lĩnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 35. Đình nít ga hát sa la hu nô yat tha ka ma ni pa ti nô chít ta sa đa ma chít ta sa đa ma thô sa đa ma thô sa thu xích chít tăng đan tăng su kha quá hằng đình nít ga hát sa la hu nô Yathaka manipatino Chittasadamatho Sathu chittang đàn tăng sukha quá hằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Dhanikahasalahuno Yathaka manipatino Dhanik là hai trường âm nhấn, gá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xá lá hú ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, nô trường âm thông thường, chít tát hai trường âm nhấn, xá đá má ba đoạn âm, thô trường âm thông thường, sa trường âm thông thường, thú trường âm, thú là đoạn âm, chít trường, cũng xin đọc lại câu 1, câu 2. Đan nít gá hát sa lá hu nô giáp cà má ni bà tí nô chít tá sa đá má thô sa thú chít tăng đàn tăng xuất khào quá hằng. Chít là trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường, quá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, không thể đọc lại. Đình nít gá hát sá la hu nô giáp tha ca ma ni bà ti nô chít ta sa đa ma thô sa thu chít tăng đàn tăng su kha quá hằng đần nít ga ha sa la hu nô yat tha ca ma ni pa ti nô chít ta sa đa ma thô sa thu chít tăng đàn tăng su kha quá hằng khó nắm giữ kinh động theo các dục quay cuồng lành thai điều phục tâm tâm điều an lạc đến. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic nè. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Trước con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý sư trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng và con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết là âm thanh rõ. Bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu số 35. Dunigahasalahuno yataka mani batino chittasdamato satuchit tăng đành tăng su kha quá hằng đùng nít ga ha sa la hu nô yat tha ca ma ni ba ti nô chít ta sa đa ma thô sa thu chít tăng đành tăng su kha quá hằng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Đùng nít ga sa la hu nô yat tha ca ma ni ba ti nô. Và câu số 1, đun nít là hai trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xá lá, hú là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 2, giáp là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, ba
là trưởng thông thường, tí là đoạn âm, nô là trừ âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Chitta sadamatho sadhu cittang dantang sukha vahang. Câu số 3, chitta là hai trường âm nhấn, sa đá má là ba đoạn âm, thô là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Câu số 4, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đùng ních gà ha sa la hu nô yá tha ka ma ni ba ti nô chích ta sa da ma thô sa thu chích tăng đăng tăng su kha wa hằng. Khó giữ, khó nắm giữ kinh động, theo các dục quay cuồng, thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 35. Đừng nịt ga ha sừng xà lá hú nô ya ta ca ma ni ba ti nô chinh tán sa đa ma thô sa thu chinh tăng đăng tăng su kha wa hằng. Con đã phân tích và con đọc xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng xin sửa lại giùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ niệm từ xin mời vị bằng tay của Giang Nhật Hạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ mời huynh Giang Nhật Hà nghe. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin ảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 35 ngày hôm nay ạ. Đun nít ga hát sa la hu no yat thakka mani batino citta sadamatho saru cittang dantang sukha wahang dunnit gahassalahuno yathakka mani batino citta sadamatho saru cittang dantang sukha wahang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Dunnit gahat salahuno yathaka manibatino. Dunnit là hai trường âm nhấn, ka là đoạn âm, has là trường âm nhấn, sa lá hú là ba đoạn âm, no là trường âm thông thường, yath là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, ka là trường âm thông thường, ma ni là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Dunnit gahat salahu no yat thaka mani ba ti no. Và câu số 3 và câu số 4. Chittasadamatho saru chit
tăng đăng tăng su kha quá hằng. Chít là hai trường âm nhấn, xá, đá, má là ba đoạn âm, thô là trường âm thông thường, xa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít tát sa đa ma thô sa rú chít tăng đăng tăng su kha quá hăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Đun nít ca hát sa la hu no yát tha ca ma ni ba ti no chít tát sa đa ma thô sa rú chít tăng đăng tăng su kha quá hăng. Khó lắm giữ khinh động, khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Chitta sada ma tho sa thu chitta dan tang sukha wa hang dunit ga ha salahuno ya thakama nibatino chitta sada ma tho sa ru chitta dan tang sukha wa hang. Dạ con đã đọc bài xong, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Và con xin mời cô tu nữ Tờ Duyên ạ. À. Sa thú lành thay. Cảm ơn dân nhập hạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính lễ Ngài trước là Đức Trang, Kính Trang, Tự La. Phần cái gì câu số mấy là Tâm Hạnh bất và cảm ơn nhân mình pháp cú số 35 đun nít gahat kalahuno yatha kamanipatino đun trường âm nhấn, nít trường âm nhấn, gá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xá lá hú ba đoạn âm, no trường âm thông thường, yat trường âm nhấn, thác đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, no trường âm thông thường, dun nít gahat salahu no yat takka manipatino đoạn 3, 4, chít trường âm nhấn, tát trường âm nhấn, sa đa ma ba đoạn âm, thô sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, đăng trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường, quá đoạn âm, hăng trường âm giọng nguyên âm, chitta sa đa ma thô sa thu chitta đan tăng sukha quá hằng đun nít gaha sa la hu no ya tất cả manipatino chitta sa đa ma thô sa thu chít tăng đăng tăng xuất kha quá hằng đường nít đa hát xa la hú nô ya tha ca man ni ba ti nô chia tác xa đa ma thô xa thu chiết tăng đan tăng phụ ca quang đùn nít
Yatta kamani patino Chitta sadamato sattu Chittang dantang sukhavan. Khó nắm giữ, khinh động theo các dục quay cuồng, lành thai đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và tự nhiên đã phân tích, đọc và kệ nếu có sai, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Quang Thành. Dạ, kính mời Quang Thành. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Tại Duyên. Con xin đọc bài và phân tích câu Pháp Cú 35. Đùn ních ga hát sa la hu nô rát tha ca ma ma ni bà ti nô chít sa đàn đa ma thô sa thu chít tăng đàn tăng su kha qua hằng. Đùn ních ga hát sa la hu nô rát tha ca ma ni bà ti nô chít nát sa đa ma thô sa thu chít tăng đàn tăng su khà qua hằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đùn ních ga hát sa la hu nô rát tha ca ma ni bà ti nô. Đùn ních là hai trường âm nhấn, gá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xá lá hú là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Rát tha là trường âm nhấn, tha là thá là trường âm, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu chít là trường âm nhấn, tá chít là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đá má là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, xa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Chít tăng đàn khà qua hàng. Là trường âm nhấn năm. Tăng đàn là nhấn, tăng là trường âm năm. Sú là đàn khà thông thường quá. Âm hăng là trường âm năm. Xin đọc lại. Đùn ních ca hát sa la hu nô ra ca ma ni bà ti nô chít tát sa đa thô sa thu chít tăng tà theo các dục quay cuồng lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đấy của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cả. Đùn ninh ca hát sa la hu nô gần ta ca ma ni ba ti nô chín tan sa đa mạn thô sa thu chín tăng đan tăng su kha qua hăng. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai mong Ngài Trí Đức và Đạo Tràng sửa cho con ạ. Dạ con xin xuống mic ạ.
Dạ, alo. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, cho con đọc câu pháp cú số 35. Đun Nigahat Sa Lahuno Yathaka Manipatino Chittasa Dhammatho Sathu Chittang Dantang Sukha Vahang Đun Nigahat Sa Lahuno Yathaka Manipatino Chittasa Dhammatho. Dạ con xin lỗi, đá mát thô xà thú chít tầm đàn tành su khà vá hành đùn ni gá hát xa la hú nô yát thá kà ma ni bà tí nô chít tá xa đá mát thô xà thú chít tầm đàn tành su khà vá hành. Dạ con xin phân tích. Đùn là trường âm nhắn, ni ní là đun ní là hai trường âm nhấn, gá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xá đoạn âm, lá hú hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, nô trường âm thông thường, chít tách là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, đá đoạn âm, mát đoạn âm, thô trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, thú đoạn âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đặt theo dạng nhân âm, đan trường âm nhấn, tăng trường âm đặt theo dạng nhân âm, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường, vá đoạn âm, thanh đọc theo dòng nhân âm. Đun liga hasa lahuno yathaka manipatino chittasa dhammatho sathu chittang dantang sukha vahang. Con xin kể. Đun liga hasa lahuno yathaka manipati no chittan sada ma tho sa thu chittang dan tang sukha va ham dunika hat sa la ho nu la ho nu yathaka manipati no chittan sada ma tho sa thu chittang đan tăng sukha va ham. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đó. Dạ đây là khổ thơ của ngàn tuần cấp Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con đã sai, con xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin dâng biết ngài và đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn sư Trần Phụng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn sư Thiện Bụ chị Metta Văn Thanh, sư Trần Phụng của tu nữ Tệ Duyên và sư Tina cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con thấy ngài chưa xuất hiện, vì là còn giờ con xin phép được trả bài câu pháp của kinh số 35. Đùn Đùn nít ga hát sát
na hu no ya tha ka ma ni ba ti no chit ta sa da ma to sa tu chit tang da tang su kha wa hang đồ nít ga ha sa la hu no ya tha ka ma ni ba ti no chit ta sa da ma to sa tu chit tang da tang su kha wa hang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đuôn nít hai trường âm nhấn, gá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xá lá hú ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, dách trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đuôn nít gá hát xá lá hú nô gá thá ca má ní ba tí nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dạ, mình chúc hoàn thành được an vui. Chít tát hai trường âm nhấn, xá, đá, má, ba đoạn âm, thô, xa, hai trường âm thông thường, thú, đoạn âm. Chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đăng trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú, đoạn âm, kha trường âm thông thường, quá, đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít ta sa đa ma thơ sa thu chít tăng đạnh tăng sư kha hòa hăng. Con xin ôn lại hết 4 câu. Đùn nít ga ha sa la hu nô ya tha ca ma ni ba ti nô chít ta sa đa ma thơ sa thu chít tăng đạnh tăng sư kha hòa hăng. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đã phân tích và đọc, nếu con có sai chỗ nào con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại cho con ạ. Con xin phép được kể. Đồ nít ca hát xà la hô nô dạ tha kha ma ni ba ti tâu chệt ta sa đa ma tho sa tu chệt tăng đanh tăng su kha quá hằng đồ tít ga ha sa la hu no ya tha ca ma ni ba ti no chệt ta sa đa ma tho sa tu chệt tăng đanh tăng sù khả quá hằng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con thấy đồng hồ con đã 5:41 rồi. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Con nghĩ chắc con là người đọc cuối cùng rồi. Dạ bạch Ngài, Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính nhân mít đến Ngài ạ. Dạ sa thú đành thay con kính nhân mít đến Ngài. Sa thú xin nhập quần. Xin nhập quần mới người thứ 13, còn người thứ 14 đưa ngồi chơi sơ nước dưới kìa, không chịu đưa tay chiếc hình kiểm. Sao hôm nay buồn quá vậy? Bữa dưới đó mắc dịch rồi hay sao mà ngồi im ru vậy? Vô room thì sớm lắm mà không chịu đưa tay. Giờ tới người thứ 13 cái là coi như thấy 14 xui hả? Chắc ai sợ hết giờ, không sao, chúng tôi cành. Nhưng sao quý vị hiểu được cái câu Phật ngôn này có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống của chúng ta, đó là điều quan trọng. Còn hồi thời kỳ của Đức Phật thì đây là một câu chuyện đối với mấy chục vị tỳ khưu kia. Nhưng mà thời buổi bây giờ chúng ta bị cộng nghiệp thì cũng giống như Đức Phật đang nói với chúng ta vậy. Thực tế trong cuộc sống thôi. Rồi bây giờ đọc được, hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Dunisahasalahuno, Dunisahasagahuno. Thì chữ Dunisahasa, chúng ta phân tích cái từ này. Chữ Dunisahasa chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ đú ở phía trước. Tiếp đầu ngữ đú này có nghĩa là khó, là xấu, là tồi.
Thì chữ thú này nó đứng trước chữ Nikaha. Bởi vì Nikaha đó là một danh từ nam tính ha. Akrantapumlinga Nikaha có nghĩa là sự thu thúc. Sự thu thúc mà có chữ đú ở phía trước, mà theo trong cái vấn đề Lobo và Sanh Thí xóa và ráp chữ, thì trước chữ N có thêm một chữ N, tức là Nikaha, thì chữ đú nó đứng phía trước thì phải thêm một chữ N nữa. Cho nên chúng ta đọc là Dunikahasa. Dunikahasa ở đây nó được chia theo sở hữu cách số X Chát Thí Quy Pháp Tí Ê Cá Quá Trần Á. Cho nên Nikaha biến thành Nikahasa. Dunikahasa tức là khó kiểm soát, khó thu thúc. Khó kiểm soát, khó thu thúc. Rồi, chữ Lahuno. Lahuno. Lahu. Lahu nó là một tính từ trung tính ha. U karantanapum sakalinga. Nhưng mà ở đây được chia theo sở hữu cách số ít chát thí quy pháp tí ê ca quá trần á. Cho nên Lahu biến thành Lahuno. Lahuno là nhanh nhạy, lanh lẹ, nhẹ nhàng. Cái gì mà đưa tay đó mới than là bị nhốt ở trong nhà đói nóng hết xí quách mà đưa tay làm gì? Qua tay xuống đi. Rồi câu số 2, Yathaka Manipa Thino. Yathaka Manipa Thino một cụm từ ha, trong đó có ba từ. Yatha là một, Kama là hai, Nipa Thino là ba. Vậy thì chữ Yatha đây là một trạng từ quan hệ, có nghĩa là nơi nào, bất cứ nơi nào. Yatha là nơi nào, bất cứ nơi nào. Rồi chữ Kama, Kama là nói về ngũ dục ha. Kama là dục, ái dục. Kama nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Yakama có nghĩa là nơi nào có ngũ dục. Nơi nào có ngũ dục hay là có ái dục. Rồi cái từ Nibbātino. Nibbātino do cái từ Nibbāti. Nibbāti có nghĩa là nó là một danh tính từ, sự lao vào, việc ngã theo, do cái động từ Nipatati. Cái động từ ngã là rơi, Nipatati. Vậy thì những cái từ này Nipatino nó cũng được chia theo sở hữu cách số ít ha. Chát thí quy pháp tí ê cấu quá trần á. Nipati nó biến thành Nipatino. Yathaka Manipatino, sự lao vào nơi nào có ngũ dục, sự lao vào nơi nào có ngũ dục. Vậy thì câu 1, câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Dunikahasalahuno yathaka manipatino. Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao vào nơi nào có ngũ dục. Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao vào nơi nào có ngũ dục. Đó là ý nghĩa câu 2, câu 1. Rồi, bây giờ qua câu 3, câu 4 ha.
chitta sa da ma tho sa thu chitta sa da ma tho sa thu chitta sa do cái từ chitta chitta là một danh từ trung tính akarantana vùng sakkalinga và chữ chitta này được chia theo sở hữu các số ít chát thí quỷ phát tí ê ca quá trình á cho nên chitta biến thành chitta chitta sa là của tâm. Rồi, Dhammatho, Dhammatho, do cái từ Dhamma, Dhamma là một danh từ nam tính, Akarantap Pumlinga, và Dhamma ở đây được đứng làm chú từ số ít, Dhammatha biến thành Dhammatho, sự rèn luyện, sự điều phục, sự kiểm soát, sự thu thúc, Dhammatho. Rồi cái từ cuối cùng xà thủ, cái từ này sử dụng trong room của chúng ta nhiều quá à, chữ xà thủ này ai cũng biết hết rồi à. À, thỉnh thoảng chúng ta thấy những cái từ này chát lên à, thiện tai hay là một cách tốt đẹp à, xà thủ đây là một trạng từ ha, lành thay tốt đẹp. Rồi và cái câu cuối cùng chít tăng đanh tăng xuất khà qua hằng, chít tăng đanh tăng xuất khà qua hằng, thì chít tăng là tâm hả, cũng giống như chữ chít tát xa ở trên hả. Rồi chữ đanh tăng, đanh tăng đây là một quá khứ phân từ trung tính à, đanh tăng có nghĩa là đã được rèn luyện, đã được điều phục, đã được kiểm soát, đã được thu thúc, đanh tăng. Và từ cuối cùng sukha qua hằng, sukha qua hằng đây là một nhóm từ, sukha do cái từ sukha, sukha là một danh từ trung tính akarantanapum sakkalinga, sukha có nghĩa là niềm an lạc, sự hạnh phúc. Sukha là niềm an lạc, sự hạnh phúc. Rồi Awaha, Awaha à, chữ Awaha, Awaha, Awaha có nghĩa là mang lại à, đây là một tính từ ha. À, và hai từ này đã đi chung sukha qua hằng, nó đứng làm đối cách ha, a qua ha à, dutiya vipatti ekavacana, cho nên a qua ha biến thành a qua hằng. Sukha qua hằng có nghĩa là đem lại niềm an lạc, sukha qua hằng là đem lại niềm an lạc. Vậy thì câu số 3, câu số 4 Chitta Salamatho Sa Thu Chittang Đành Tăng Sukha Hoa Hằng, tốt đẹp thay sự rèn luyện của tâm. Tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. Câu 3, câu 4 tốt đẹp thay sự rèn luyện của tâm. Tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. Và câu Phật ngôn 35 cho chúng ta ý nghĩa. Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao vào nơi nào có ngũ dục. Tốt đẹp hay sự rèn luyện của tâm. Tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. À, xin lặp lại ha. Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy,
có sự lao vào nơi nào có ngũ dục. Lúc đẹp hay sự rèn luyện của tâm, tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: tâm ta khinh động bất an, kiếm tìm dục lạc, chạy hoàng, chạy xiên, lành thay, chế ngự thành hiền, tâm được điều phục, thuốc tiên, chẳng mạng. Tâm ta khinh động bất an, kiếm tìm dục lạc, chạy hoàng, chạy xiên, lành thay, chế ngự thành hiền, tâm được điều phục, thuốc tiên, chẳng mạng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn: khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục, tâm điều an lạc đến. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Rồi Sĩ Kim có gì thắc mắc nói đi, mời Sĩ Kim nha. Trước hết con cảm ơn sư Chí Đức trước, con kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử sư. Cũng như con trở lại con nói cái chữ đú đó sư, như trong cái câu này á thì nó không thành chữ đu nữa mà nó là có thêm chữ n đó. Thì con muốn thắc mắc hỏi như là câu 33 thì cũng có chữ đú mà nó không đơ bồ, nó không bỏ thêm chữ R mà nó bỏ đi chữ nguyền. Nó bỏ dấu nguyền lên có nghĩa là nó thêm một chữ U nữa và thành chữ đu. Con muốn hỏi làm sao mình nhận biết được khi nào nó là đơ bồ, cái chữ phụ âm đứng sau của nó, hay khi nào thì nó không thêm cái phụ âm nữa mà nó thêm cái nguyên âm của nó là chữ chữ U đó thêm nữa. Có cách nào mình biết được không sư? Con thấy cái câu số 36 đó, nó có cái chữ chữ đầu á, nó có hai cái tiếp đầu ngữ luôn, chữ xú và chữ đú, hai cái luôn. Thì mặc dầu chữ đú nó không phải là đầu tiên mà nó là chính giữa, thì nó cũng có gấp đôi cái chữ chữ n phía sau đó sư. Làm sao mình nhận biết được hay là mình phải học thuộc lòng thôi? Câu hỏi của con là như vậy, làm sao mình biết được khi nào nó đơ bồ cái chữ phụ âm phía sau, khi nào nó lại đơ bồ cái chữ nguyên âm của nó? Con thắc mắc vậy thôi, hay là mình phải học thuộc nhầm thôi, phải nhớ thôi? Dạ, con xin hết rồi, con xin cảm ơn sư và trả máy lại. Alo, 123, 123. Cái gì nó cũng có quy luật của nó. Cái quy luật phổ thông gọi là cộng nghiệp, mà cái quy luật mà cá nhân gọi là biệt nghiệp. Thì có những cái trường hợp mà chúng ta thấy áp dụng chung chung, đó là phổ thông. Mà có những cái mà coi như đặc biệt. Có những cái đặc biệt. Ví dụ như trong năm đoàn về phụ âm á, trong năm đoàn còn có những cái phụ âm mà gọi là vô đoàn, nó không nằm ở trong năm đoàn đó. Thì cái vô đoàn đó là một cái hình thức chung, một cái phổ thông. Còn mà vô đoàn áo quắc gá thì chúng ta thấy nó rời rạc, nó linh tinh gom lại. Thì ở đây cái trường hợp này cũng vậy, lô vô và sanh thí, xóa và ráp chữ, cũng có những cái mà theo quy tắc, có những cái không theo quy tắc. Con người của chúng ta cũng vậy, cá tính của mỗi người không ai giống ai. Bởi sáu cá tính: người tính tham, tính sân, tính tầm, tính giác, tính tưởng, vân vân. Thì như vậy, người tham với tính tưởng, tính tham với tính tưởng không giống nhau.
Cho nên khi thế này, khi thế kia, vậy thì có những cái quy luật chúng ta phải học, còn có những cái quy luật mà chúng ta cảm thấy hơi đặc biệt một tí thì cứ chấp nhận đi. Rất là làm gì, bởi vì đấy không phải là tiếng Việt Nam. Có những quy luật đặc biệt, mà có những cái quy luật chung. Cho nên cộng nghiệp và biệt nghiệp nó cũng vậy thôi. Rồi, thông cảm nha. Cái này khi nào gặp Ngài Liễu Tông đi. Ngài Liễu Tông có trường lớp đàng hoàng, còn chúng tôi học trường làng mà làm sao mà giải thích cho Sĩ Kim hiểu được. Sĩ Kim thì có nhiều thầy quá mà, chính nhiều thầy mới hỏi rắc rối vậy làm tôi bí luôn. Chán thiệt. Lần sau hỏi gì dễ dễ chút đi. Hỏi khó quá. Thôi bây giờ nghe duyên sự này. Duyên sự này nó dễ. Và duyên sự này chúng ta có thể hiểu rằng tại sao mà coi như là làm thay điều phục tâm, mà tâm đều an lạc đến, mình điều phục cái tâm của mình như thế nào này. Cái này mới quan trọng này. Bây giờ nghe duyên sự ha. Rồi, đây là một câu chuyện xảy ra trong một ngôi làng, trong một cái ngôi làng gọi là Thủy Lưu Thôn. Khi mà Đức Phật Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên thì đề cập đến cái vấn đề này, tức là nơi một cái vùng xa xôi hẻo lánh, trong cái vương quốc Kosala, có một tên làng gọi là Ma Tika Gà Má, dịch là Thủy Lưu Thôn. Có 60 vị tỳ khưu xin đề mục nơi Đức Phật, rồi rủ nhau đi kiếm nơi hành đạo, tìm một nơi thanh vắng, rồi đi vào trong cái Thủy Lưu Thôn này, tức là Ma Tika Gà Má, đi vào trong cái làng này khất thực. Khi đó thì thân mẫu của thôn trưởng Ma Tika Gà Má, tức là mẹ của cái vị thôn trưởng này, trông thấy Di Tăng mới thỉnh vào nhà mời ngồi đàng hoàng và dâng cúng những thực phẩm. Sau đó thì bà mới bạch hỏi rằng: bạch chư Đại Đức Tăng, chẳng hay quý ngài định đi đâu? Này bà tiên nữ, Chư Tăng chúng tôi tìm chỗ thuận tiện, thuận cảnh. Thì cái bà này hiểu ngay là ý các ngài muốn tìm một chỗ để an cư. Bà mới đảnh lễ và yêu cầu: nếu quý ngài mà lưu lại nơi đây trong tháng, tôi sẽ xin thọ trì tam quy và ngũ giới, rồi thọ luôn bắt con trai trong những ngày bắt quan trai dở. Chư Tăng mới bảo nhau là: chúng ta nương nhờ nơi bà này, khỏi phải lo vấn đề vật thực, thì có thể hành đạo một cách tốt đẹp. Và thế là Chư Tăng hoan hỷ nhận lời. Cái bà tiên nữ này cắt lên một đạo tràng, một tịnh xá, rồi cúng dường đến Chư Tăng để có chỗ cư ngụ làm lễ. Một hôm nọ sau khi đã ở yên thì Chư Tăng tập hợp lại đông đủ và khuyến khích lẫn nhau: này chư huynh đệ, chúng ta không nên hành đạo một cách dễ vui cẩu thả. Quả thật những cái cảnh địa ngục đang mở rộng chờ cho những người dễ vui, như là chờ đón ông chủ sắp trở về nhà. Và chúng ta đã thọ giáo đề mục do chính bậc đạo sư hiện thế khấu truyền, rồi mới đến đây, thì ân huệ của chư Phật chúng ta không thể nào mà gian dối được. Có nghĩa là chúng ta thọ trì thì phải thực hành. Chúng ta hãy là những người không phóng dật, không nên đứng hay ngồi hai người một chỗ với nhau, không phải là sợ lây nhiễm, mà phải tách rời ra độc cư nhàn tịnh. Buổi tối
trong cái giờ phục dịch các vị trưởng lão vào buổi sáng trong giờ đi khất thực thì chúng ta sẽ họp mặt với nhau. Ngoài ra trong những thời gian khác chúng ta không nên ở chung hai vị trong một chỗ. Thắng hoặc như có vị tỳ khưu nào thân thể bất an bị bệnh nên đến kiển ở giữa đạo tràng để kêu gọi, chúng ta nghe tiếng kiển sẽ đến lo thuốc men săn sóc cho vị đó. Sau khi đồng ý, chư tăng giữ đúng lời giao ước, mỗi vị ở riêng một nơi để hành đạo, chứ không phải tụm năm tụm ba để mà tán gẫu. Thế rồi một hôm vào buổi sáng, bà mẹ của ông thôn trưởng này dẫn cả đoàn tôi tớ và gia đình mang theo những cái thứ thuốc ngừa bệnh như là bơ, đường, sữa đi vào tịnh xá. Khi vào đến nơi thì bà không thấy vị tỳ khưu nào cả. Bà hỏi những người lân cận: "Ô, chư tăng đi đâu hết rồi? À, chắc các ngài đang ở nơi hành đạo của mình." Và nghe như vậy thì bà lại hỏi: "Ta phải làm sao mới được gặp các ngài đây?" Khi đó thì có người hiểu nội quy giao ước của chư tăng mới thưa rằng: "Thưa bà, hễ mà nghe tiếng kẽn thì chư tăng sẽ hội họp lại." Rồi bà mẹ của ông thôn trưởng này mới sai gia nhân đến kiển. Chư tăng khi mà nghe được tín hiệu bất thường, nghĩ chắc rằng có vị tỳ khưu nào thọ bệnh cho nên mới kêu gọi, rồi mới rời chỗ ngủ riêng biệt của mình tập trung vào tịnh xá. Khi đi thì mỗi vị từ mỗi ngã đến, không ai đi chung đường với ai. Bà mẹ của ông thôn trưởng thấy vậy lấy làm lạ, nghĩ thầm: "Chắc là các vị này đã sanh sự bất hòa với nhau, cho nên mỗi người mỗi hướng như thế này." Rồi sau khi đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, bà mới hỏi: "Bạch chư Đại Đức Tăng, các ngài sanh sự bất hòa phải không?" Chư Tăng: "Đâu có bất hòa gì đâu. Này bà tiên nữ, bạch các ngài, nếu mà các ngài không sanh sự bất hòa thì tại sao khi mới đến nhà của chúng tôi tất cả các ngài cùng đi chung, còn bây giờ thì các ngài từ chỗ ngủ riêng lẻ mỗi người đi một mình đến đây?" Này bà đại tiên nữ, chư tăng đang hành sa môn pháp thì mỗi vị phải ở riêng một nơi. Bạch các ngài, sa môn pháp là cái gì vậy? Này bà đại tiên nữ, chư tăng niệm cái đề mục 32 thể trượng và quán sự sanh diệt của danh sắc. Bạch các ngài, sự niệm 32 thể trượng và quán về sự sanh diệt của danh sắc như vậy, đó là công việc của các ngài hay là của cả chúng tôi nữa? Này bà đại tiên nữ, pháp đó do Đức Thế Tôn không có cấm đoán ai cả. Thế thì xin các ngài quan hỷ dạy chúng tôi niệm 32 thể trượt và quán cái sự sanh diệt của danh sắc. Chư tăng mới đem cái pháp thiền chỉ quán truyền dạy tất cả những cái gì mình đã học nơi Đức Phật, truyền lại cho bà đại tiên nữ đó học tập. Từ đó về sau thì bà chăm lo niệm 32 thể trượt sống, quán luôn sự sanh diệt của danh sắc trong tự ngã, và chứng đắc đạo quả A-na-hàm trước cả chư tăng. Đồng thời bà cũng đạt được tứ phân tích với thần thông thắng trí. Sau khi hưởng thụ được hương vị đạo quả, bà dùng thiên nhãn quán xét coi thử coi chừng nào chư tăng đạt đến pháp nào, và bà thấy rằng tất cả chư tăng chưa có đắc thiền định đạo quả gì hết, vì tâm còn vướng tham sân si. Rồi bà quan sát tiếp chư tăng có căn lành để chứng đắc A La Hán hay không, bà thấy rằng có. Bà lại quan tiếp cái chỗ ngủ có thích hợp hay không, bà thấy rằng chỗ ngủ thích hợp.
ba là quán nữa. Bạn lữ có thích hợp hay không? Mà thấy bạn lữ cũng thích hợp. Khi quán đến vật thực thì bạn thấy rằng vật thực không có thích hợp với chi tăng. Từ đó về sau, bà lo nấu dọn nhiều cái thứ đồ ăn khác nhau, vô số những cái thứ kẹo ngọt này, nhiều món ăn mới lạ đặc biệt này. Rồi thỉnh chi tăng vào ngồi trong nhà, xối nước, khai mạc, lễ cúng dường chay tăng. Và bà yêu cầu kính bạch chư đại đức tăng, các ngài muốn cần dùng món nào thì xin cứ tự tiện lấy món đồ đó mà dùng đi, giống như buffet bây giờ. Do được thỉnh cầu như vậy, chư tăng thọ dùng cháo này, cơm này, vật thực này, rồi những cái món ăn theo cái ý thích của mình. Nhờ dùng vật thực thích hợp, các ngài hành thiền đắc định. Với định, các ngài càng tăng tiến về pháp minh sát, rồi không bao lâu chứng đạt được A-la-hán quả. Khi đó chư tăng mới nghĩ rằng, quả thật nhờ cái bài đại tiếng nữ này chúng ta mới thành đạt như vậy. Nếu mà thiếu vật thực thích hợp thì chúng ta chẳng có hưởng thụ được đạo quả. Bây giờ chờ khi nào ra hạ tự tứ xong rồi, chúng ta hãy trở về trình lên bậc đạo sư. Đến khi mãn mùa hạ, chư tăng với tỳ giả bà mẹ của thôn trưởng: hôm nay chư tăng chúng tôi định về ý kiến đức bổn sư. Bà mới đáp: lành thay bạch các ngài. Nói rồi thì bà theo tiễn chân chư đại đức tăng đi một đoạn đường và thốt lên những lời ưu ái đầy thiện cảm. Khi từ vực chư tăng để quay trở lại thì bà còn nói rằng: bạch các ngài, xin các ngài nếu có dịp nào rảnh thì các ngài nên thông viếng nhắc nhở cho chúng tôi. Chư tăng về đến chùa Kỳ Viên, rồi đến lễ Phật đạo sư, ngồi qua một bên, Đức Phật mới phán hỏi: này các thị kheo, các ông hành đạo có khăn không? Tự túc có dễ dàng hay không? Có phải đi bát vất vả hay không? Các vị thị kheo mới đáp: bạch ngài, chúng con hành đạo kham nhẫn và tự túc cũng dễ dàng. Bạch ngài, chúng con khắc thực không có vất vả. Thật vậy, nhờ có một đại thí chủ làm mẹ của ông thôn trưởng ở làng Ma Thí Ca Gàm biết được tâm niệm của chúng con mỗi khi chúng con ước muốn điều gì. Chà, phải chi mình được cúng dường muốn ăn như thế này, thì bà liền đem cái vật thực đó cúng dường cho chúng con theo ước muốn ngài. Các vị tỳ kheo hết lời tán dương công đức của bà mẹ của ông thôn trưởng. Một vị tỳ kheo nọ khi được nghe chư tăng nhập hạ tại Ma Thí Ca Gàm tán dương công hạnh của bà đại tiên nữ, thì ông ta cũng muốn đến đó để hành đạo, mới xin thọ giáo điều một thiền định nơi Đức Phật và bạch rằng: bạch ngài, con sẽ đi đến làng Ma Thí Ca Gàm. Sau khi từ biệt bậc đạo sư, vị tỳ kheo này khởi hành từ Chê Sa Quần Á du hành đến làng Ma Thí Ca Gàm, rồi vào ngồi trong tịnh xá, nghĩ rằng nghe đòn cái bà này có tha tâm thông. Nay ta đã đi đến đây, đi đường xa mệt mỏi, không thể quét dọn tịnh xá được, phải chi bà gửi đến một người nam phục vụ quét dọn cái nơi trú ngụ này. Mẹ của ông thôn trưởng đang ngồi ở nhà và thấy được cái tư tưởng của vị tỳ kheo mới đến, mới gọi một gia đình đến và bảo rằng: này con, hãy vào tịnh xá phụ lo công việc quét dọn giúp đỡ cho vị đại đức mới đến. Tên gia đình con nhận chủ vào quét dọn trong tịnh xá. Khi đó vị tỳ kheo khát nước mới ước muốn rằng: cha, phải chi cái bà đó đem nước giải khát gửi đến cho ta dùng thì sung sướng biết mấy.
bà tiến nữ ngồi ở nhà, xa gia đình đem nước giải khát đến. Vị tỳ kheo khi có được nước giải khát rồi là ước muốn phải chi sáng ngày mai cái bà tiến nữ đó gửi đến cúng dường ta cháo nấu thật nhừ với những thực phẩm háo khan. Mẹ của ông thôn trưởng cũng thỏa mãn theo ước muốn của vị tỳ kheo đó. Dùng cháo xong, tâm phàm lại nghĩ tiếp, phải chi bà có thứ bánh kẹo ngọt mà gửi đến cúng dường cho ta thì sướng biết mấy. Rồi mẹ của ông thôn trưởng là cho người mang thứ bánh kẹo ngọt đó đến dần. Rồi vị tỳ kheo tự nghĩ, ta ao ước bất cứ thứ gì thì bà này đều gửi đến cả. Bây giờ ta muốn gặp mặt bà, phải chi bà cho người mang cúng dường đến ta cái thứ vật thực thưởng vị, còn bà thì đi tay không đến đây. Bà tiên nữ mới kêu gia đình, vì thì kêu đó muốn gặp mặt ta, vậy thì các con hãy chờ ta cùng đi một lớp. Rồi cho gia đình mang vật thực, bà đi đến tịnh xá cúng dường vị tỳ kheo. Dùng xong bữa, vị tỳ kheo hỏi bà tiến nữ, bà có phải là mẹ của cái vị thôn trưởng đây không? Bà ngài phải. Này bà đại tiến nữ, bà có tha tâm thông bà không? Bà ngài, tại sao ngài lại hỏi tôi như thế? Tôi ao ước trong tâm như thế này, vật nọ, và bà đã làm theo đúng tất cả, cho nên mới hỏi bà như vậy. Bạch ngài, các vị tỳ kheo biết được tâm của người khác cũng có nhiều vị lắm chứ. Này đại tiểu nữ, tôi không hỏi như người khác, mà tôi chỉ hỏi một mình bà mà thôi. Mặc dù có tha tâm thông, nhưng mà bà mẹ của ông thôn trưởng cũng không có khoe khoang. Tôi biết được tâm của người khác, mà bà chỉ trả lời, bạch ngài, những ai có tha tâm thông thường làm như thế đó. Và nghe như vậy thì vị tỳ kheo lo ngại, ồ, quả thật như vậy, vật này là một chướng ngại cho ta. Ta còn phàm tâm, thì trong tâm của ta còn có những tư tưởng hoàng xiên ô trượt, lẫn lộn với những tư tưởng chân chánh thanh cao. Mà rủi ta nghĩ đến những cái chuyện bậy bạ, những cái điều không phải, thì cũng bị cái bà này thấy hết trơn trong tim đen của ta rồi. Và như vậy thì giống như ta là một kẻ trộm, bị người khác nắm cái chốt mao, bắt được với tất cả tang vật. Thôi thì 36 kế, chạy cho xa cái chỗ này. Nghĩ như vậy vì thì kêu bảo với bà mẹ của ông thôn trưởng, này bà tiên nữ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bà ngại, ngại đi đâu vậy? Tôi trở về với Đức Phật. Bà tiên nữ à, bà ngại xin thỉnh ngài hãy ở lại đây, tôi không thể ở lại đây. Này bà tiên nữ, tôi nhất định tôi phải đi thôi. Nói rồi vị tỳ kheo đi ra khỏi tịnh xá, lên đường trở về chỗ ngủ của Đức Bổn Sư. Khi mà vị tỳ kheo về đến lễ Đức Phật thì ngài mới hỏi, này tỳ kheo, ông cũng còn ở lại cái chỗ ấy hay sao? Vâng bạch Đức Thế Tôn, con không thể ở chỗ đó được. Vì sao vậy? Bạch ngài, cái bà đó, bà có tha tâm thông, bà biết hết tất cả những tư tưởng của người khác, con mới nghĩ cái gì là bà biết hết trơn à? Nếu như vậy con nghĩ tưởng đến những điều sai quấy thì sợ bà biết rõ tâm của con xấu như người ta nắm cái đầu của kẻ gian với những cái tàn vật. Chính vì vậy mà con dám ở đó, con phải trở về đây. Này thì kêu, nếu quả như thế thì ông phải ở lại nơi đó. Bình ngày con không thể trở lại được. Này thì kêu, có thể ở lại nơi đó được nếu ông có thể gìn giữ một vật. Bạch ngài, cái vật gì? Cái tâm của ông.
tâm là vật khó kiềm giữ, nhưng mà ông phải cố gắng chế ngự nó, đừng có nghĩ tưởng đến cái việc gì khác. Tâm là vật khó mà bắt giữ nó được thì ông phải giữ cái tâm của ông. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên thổ Phật ngôn 35 này. Alo, quý vị thấy câu Phật ngôn 35 chưa? Dunik kahasalahuno yathaka manipa tino citta sanamatho sa thu cittang đành tăng sukha quá hằng. Khó nắm giữ kinh động theo các dục quay cuồng, làm thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đức Phật bảo vị tỳ kheo đó bỏ hết tu, chỉ có giữ cái tâm của mình thôi. Đó là một vật khó nắm giữ. Và vị tỳ kheo này đã nghe lời của Đức Phật, đã đi đến đó. Và khi đến đó thì sự tu tập của vị này do kiểm soát tâm, theo dõi tâm, không cho nghĩ bậy. Và vị này đã thành công trong sự tu tập. Trong giới sự này chúng ta thấy rằng đi đến lần đầu, rồi lần thứ hai đi nữa, thì hai chuyến đi về bến Thủy Lưu cầu mong tiên nữ hộ tỳ khưu, nhờ cơm thích hợp thành công lớn, mượn cảnh tương nghì đạt pháp màu. Ân trước khá đành tâm bồ đạt, thù sau chỉ để đạt ưu sầu. Ngược dòng đời lướt qua dòng đạo, nước chảy thuyền xuôi mãi tận đâu. Câu chuyện này chúng ta thấy trong cái sự tu tập, một cái câu nói mà người ta hay nói, tức là có thực mới vượt được đạo. Cái vấn đề ăn là vấn đề quan trọng. Sabbesata Ratitika, tức là cái pháp quan trọng nhất trong cuộc sống là có thực mới vượt được đạo. Bây giờ đói mèo 6 năm khổ hạnh, Đức Bồ Tát có thành đạo hay không? Đói quá cái tâm nó rảo được, đứng lên té xỉu rồi sao mà có sức để mà thành Phật. Cho nên ngài phải bỏ vấn đề khổ hạnh mới thọ thực lại. Thì như vậy trong cái vật thực có thích hợp với cơ thể của mình hay không? Khi mà vật thực mà nó thích hợp với cơ thể thì như vậy nó mới phát triển đầy đủ. Với chúng ta thiếu vitamin C, thiếu vitamin D chẳng hạn, vân vân. Thì khi mà thiếu chất thì cái tâm của chúng ta, cái thể chất của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng. Thì trong vấn đề này, nhờ có vật thực thích hợp và những cái vị này tu tập thành công, do tha tâm thông của bà mẹ của ông thôn trưởng. Mà quý vị thấy rằng tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đạo làm người. Đâu phải là chư tăng mới tu tập rồi mới thành thánh quả, mới đắc quả vị này, mới thành A-la-hán kia. Cái bà kia là một người cư sĩ, không có biết gì hết, không biết gì hết. Thấy hoan hỷ cũng dường, rồi nhường lại cái chỗ ở, rồi cất lên tịnh xá, rồi mời chư tăng ở đông vui, rồi mình hưởng ké phước, có nghĩa là xin thọ trì quý giới, là ngũ giới, bất quan trai giới, để hỗ trợ cho các vị này tu tập. Và mình cũng hưởng được một chút chút ít phước báo. Thì bà ta đâu có biết về Phật pháp bao nhiêu đâu, chỉ muốn có một nơi nương nhờ. Rồi khi mà chư tăng lúc mới đến thì coi như vui vẻ đi chung một đoàn, nhưng mà trong cái sự tu tập thì độc cư nhàn tịnh. Chính vì độc cư nhàn tịnh, mỗi người một nơi, không bị nhiễm Covid. Bây giờ chúng ta ham vui tụ tập đông người, lá cà hội họp, tán dốc với nhau, thì chắc chắn là
cô biết sẽ hoàn thành. Mà cái sự ồn ào thị phi thì làm tâm của chúng ta tán loạn, làm sao tu tập? Cho nên khi tu tập là mỗi người mỗi ngã, không được đi chung hai người. Bây giờ chung hai người, ba người là bị phạt 10 triệu, 20 triệu. Ai có tiền nhiều thì cứ tụ năm tụ ba đi, đem tiền để mà cúng dường nhà nước. Cú ít nữa hả? Mình giàu, mình có tiền nhiều thì coi như cứ sống theo bản ngã của mình. Có nghĩa là có tiền nhiều thì coi như chảnh. Chảnh thì phải bị luật lệ. Trong nhà Phật cũng vậy. Độc cư nhàn tịnh, mỗi người một nào một vị trí, chứ không được đi chung hai người. Mà bây giờ nhà nước đang áp dụng hai người trở lên là bị phạt. Tức là áp dụng theo câu Phật ngôn 35 này, phải cách ly, phải giãn cách. Mỗi người phải sống riêng biệt để quay lại với chính mình, để thấy được là khó nắm giữ cái tâm của mình, khó nắm giữ, nó lay động. Nghĩa là tâm viên ý mã. Mà tâm viên ý mã vì cái gì? Vì dục vọng nó quay cuồng, vì ái dục. Mà vì ái dục như vậy cho nên nó buông cái cành này, nó nhảy qua cành kia. Cho nên tâm của mình khó mà điều phục. Nhưng mà khi mình ở riêng một mình rồi á, thì mình mới nhìn lại chính mình, mình mới điều phục được tâm. Và khi điều phục được tâm, làm chủ được, thì cái đó sẽ an lạc nó đến. Tức là mới nghĩ lên cái gì là cái bà kia bởi biết hết trơn. Khi mà nghĩ lên cái gì thì cái bà kia bởi biết hết rồi. Bây giờ mình nghĩ bậy quế, không dám nghĩ nữa. Mà không nghĩ bậy thì nghĩ đến cái không bậy. Mà chính cái không bậy đó là mình đã điều phục tâm, chế ngự tâm trong thiện pháp. Và từ đó phát triển thiền quán, vị này chứng đắc quả. Như vậy thì cách ly, giãn cách, phong tỏa là một hình thức để chúng ta nhập thất, để chúng ta tu tập, chúng ta nhìn lại chính mình. Cho nên câu Phật ngôn này là một câu Phật ngôn rất thích hợp đối với hiện cảnh của chúng ta. Alo, cái gì ở riêng một mình mà vào mang và ban thoát còn loạn tâm hơn nữa. Trời ơi, gửi vô chí. Cái bà kia kìa, cái bà kia bởi nhìn, bởi biết mình nghĩ bậy rồi. Cho nên đừng có dám nghĩ bậy nữa. Vô mạng để làm gì? Mà vô cái mạng của chính mình nè. Thế đừng vô cái mạng của vi tính. Vô cái mạng của mình nên vô. Tức là đã sống một mình rồi, một quay lại chính mình rồi. Ê Pasico mà, nhìn lại chính cái mạng của mình. Và ai biểu lên mạng, lên băng thoát làm chi? Rồi ba cái điện thoại thông minh nữa này, còn loạn tâm hơn nữa. Cho nên cái câu Phật ngôn này là câu Phật ngôn mà chúng ta thấy rất là thích hợp với cái hiện cảnh bây giờ. Rồi, ai cảm thấy không thích hợp đưa tay. Còn thời gian mà, xin mời quý vị, ai cảm thấy rằng cái hoàn cảnh này không thích hợp, cái bà mẹ của ông thôn trưởng đó là bà nhìn bà biết hết trơn à. Cho nên ai nghĩ bậy bà cũng biết nữa. Rồi, mời quý vị, coi như là ai thắc mắc gì, có lý do. Câu này hay chứ, trời ở dở ai học làm chi. Trời lắng mi trời, cứ lo bay hoài, chán quá. Mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Dĩ nhiên, những câu nào của Đức Phật dạy đều thấy hay hết trơn á. Nhưng mà sư nói nó thích hợp cho Phật tử trong lúc này. Thích hợp để Phật tử ở Việt Nam hả, nhốt người ta trong nhà, không có cho ăn uống, không có cho đồ ăn, không có cho tiền bạc gì hết trơn á,
trời nóng mà tiền điện lên giá nữa, rồi không có việc làm, tiền không có tiền, rồi không có đồ ăn, không có gì trên, sao mà tu được? Cái tâm lúc đó còn loạn lên nữa. Có nhiều người tự dặn chết, nó chán đời quá rồi còn nghĩ vậy đó. Thì con thấy còn có mấy phút rồi, đâu có nói được bao nhiêu, con chỉ nói vậy thôi. Tùy theo cái người mà trong cái câu này, cái nhất mà Đức Phật muốn nhắn vô đó, tức là phải nắm cái tâm. Cái tâm nó rất quan trọng. Nó nhảy theo ngũ dục, đang đói bụng rồi niệm niệm khỉ mất gì, nghe đói bụng nhăn răng luôn, đói bụng mèo gâu luôn, vừa đói vừa khát vừa nóng nữa, nghe cái người ta nướng thịt ngoài đường thơm nữa, là ngửi ngửi rồi còn đâu mà niệm nữa. Chỉ trong cái này là Đức Phật giảng, Đức Phật thấy những người này á, là đều cái bà mẹ của ông trưởng thôn á, là đủ ba la mặt rồi, dư rồi, bà nghe không, bà nghe theo bà làm thôi, không có cần lợi trường lớp nào dạy, rồi bà cũng đắc A-na-hàm rồi, tức là những người này rất có nhiều đầy đủ ba la mặt đủ hết rồi thì mới tu được, chứ người phàm bây giờ làm sao mà tu được sư? Đó, vừa đói vừa khát vừa nóng chắc không tu nổi đâu. Cô Hồng Thị Kim Nhung bữa nay bị nhốt nhà sao còn ca kệ còn không nổi nữa, sư thấy hả? Con chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra trong cái câu này nắm cái tâm rất là khó, vì cái tâm nó cứ phóng theo cái ngũ dục, à thấy cảnh sắc rồi thấy nghe mùi hương rồi nghe tiếng âm thanh tốt, nghe ca hát hay ho là nhào ra liền, nghe mùi vị thơm phức luôn ấy, đủ thứ được thôi. Mà đang nóng có máy lạnh vô nó khỏe, nó tốt hơn, vẫn hơn ngồi như vừa nóng vừa đói nữa. Thành con heo quay đói nữa. Không dám đâu sư. Hết giờ rồi sư, 4:30 rồi. Còn xin trả máy lại cho sư. Dạ, quý vị đã lắng nghe. Dạ. Đó, ở yên trong nhà cho lành, ra đường bị phạt còn mệt. Nó kiếm chuyện, nó phạt thôi. Để nói đấy, nhiều chuyện dễ sợ. Tôi thấy dân Việt Nam bây giờ biết rồi. Sao dễ dạy quá à. Thôi cảm ơn, hết giờ rồi, gặp lại lần sau. Alo, sa thủ sa thủ, con nghe không? Quý vị biết cái bà mẹ của ông thôn trưởng có tha tâm thông, biết được cái duyên nghiệp của những vị 60 vị tỳ khưu đó, biết được vị tỳ khưu mới đến đó cái tâm như thế nào, thì bây giờ cái gì để cho chúng ta ý thức được cái vấn đề này qua câu Phật ngôn này? Búp bê ca ta phun nhá ta, cái phước quá khứ nó hỗ trợ cho chúng ta, cái phước quá khứ nó hỗ trợ cho chúng ta được an vui hay là bị đau khổ, đây là một cái vấn đề nhân quả trong cái hoàn cảnh bây giờ. Chúng ta không có phước quá khứ, tại sao chúng ta sanh lại làm người? Do cái phước quá khứ chúng ta đã có tam quy, có ngũ giới, chúng ta được sanh làm người. Và trong quá khứ chúng ta đã tạo những cái thiện duyên như thế nào, để rồi cũng trong một cái hoàn cảnh thế này, người bị nặng, người bị nhẹ. Thì ở đây bà mẹ của ông thôn trưởng đã có tha tâm thông, còn chúng ta những cái ba la mật, những cái phước duyên chúng ta đã tạo trong quá khứ đã hỗ trợ cho chúng ta còn ngồi đây, và chúng ta biết chúng ta còn thở, đó là hạnh phúc. Có nhiều người bịch ni lông không đủ để mà thở, họ thở bằng bịch ni lông, không đủ hơi để họ thở, nhưng mà chúng ta còn thở một cách hạnh phúc như thế này, đây là một cái phước. Và chúng ta biết rằng cái phước đó đang hỗ trợ chúng ta, và chúng ta thở trong an lạc, đó là một hạnh phúc. Và chúng ta biết trong cái giây phút này mà thôi. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ngay đây ha. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Quý vị đừng có ngại, nghĩ rằng sao mà tôi bê bối, tôi coi như là
là coi như học dở quá, Phật pháp hiểu không bao nhiêu, đọc kinh cũng chặt, đọc kệ cũng sai. Đó là quý vị tự ti, mặc cảm. Quý vị đã tiến bộ rất là nhiều, quý vị đã hiểu được Phật pháp, quý vị đã vào cái room này, chúng tôi xin trân trọng quý vị. Và quý vị là những vị thầy của chúng tôi. Nhờ có quý vị chúng tôi mới tồn tại. Còn nếu không có quý vị thì xin lỗi, cái room này đã đóng lại từ lâu. Cho nên được thân cận quý vị đó là một hạnh phúc, để chúng tôi thấy được những cái lỗi của chính mình. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và tinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành. Tịnh là cho quá chê na so thị vố hô tụ sa bà đà. Do lời chân thật này, cái nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.